vui được gặp lại mọi người trong channel Emma Promo ngày hôm nay. Mình thật sự rất vui vì được ở đây chia sẻ với mọi người cách sử dụng mỹ phẩm sao cho đúng cách, đồng thời giới thiệu đến mọi người các sản phẩm chất lượng của nhà anh Tommy. Và bây giờ chúng ta hãy đến với sản phẩm tiếp theo của ngày hôm nay nhé. Đắp mặt nạ dưỡng da là một trong những phương tiện làm đẹp được chị em phụ nữ của chúng ta cực kỳ yêu thích bởi vì nó mang đến hiệu quả nhanh và tức thì. Để tìm được một loại mặt nạ phù hợp, chất lượng, giá cả phải chăng và đắp mặt nạ sao cho đúng cách không phải là một điều dễ dàng. Nếu như đắp mặt nạ sai cách không những khiến cho mặt nạ không có hiệu quả mà còn khiến da của chúng ta xấu đi đấy. Thế nên, chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho mọi người 3 sản phẩm mặt nạ giấy đến từ nhà anh Tommy, đồng thời hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng mặt nạ giấy một cách đúng nhất và mang lại hiệu quả cao. Trên thị trường hiện tại có vô vàn các loại mặt nạ chứa các chất dinh dưỡng khác nhau, tùy thuộc vào loại da mà chúng ta chọn một loại mặt nạ phù hợp với làn da của mình. Và đây chính là 3 em sản phẩm mặt nạ giấy đến từ nhà anh Tommy mà hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người. Vừa có chất lượng tốt, giá cả là cực kỳ bình dân. Mỗi hộp như thế này sẽ bao gồm 10 miếng mặt nạ với trọng lượng là 24g, chứa các chất dinh dưỡng khác nhau, mang lại nhiều lợi ích khác nhau. Em đầu tiên chính là mặt nạ cấp ẩm và cấp nước cho da. Có một sự thật là hầu hết tất cả các nguyên nhân về da của chúng ta đều do da của chúng ta bị mất nước và không còn khả năng giữ ẩm. Vậy nên, em mặt nạ này sẽ giúp cấp nước cho da, giữ độ ẩm, tăng độ đàn hồi, xe khít lỗ chân lông và làm săn chắc da của chúng ta. Ngoài ra còn giúp da của chúng ta mềm mịn và căng bóng hơn. Phù hợp với da khô, da hỗn hợp và cả da nhạy cảm. Loại thứ hai là mặt nạ làm trắng da. Em này sẽ bổ sung các chất dinh dưỡng giúp da của chúng ta trắng sáng tự nhiên, cấp ẩm cho da, duy trì làn da khỏe mạnh và chống lại sự lão hóa. Ngoài ra còn giúp da của chúng ta đều màu hơn, giúp xóa mờ, nám sạm và tàn nhang. Loại thứ ba sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng giúp căng da, chống nhăn và chống lại tác hại của sự lão hóa. Ngoài ra còn nuôi dưỡng các tế bào từ sâu bên trong giúp da của chúng ta chống chảy xệ. Như mọi người có thể thấy, mỗi loại có một lợi ích chuyên sâu khác nhau. Tuy nhiên đặc điểm chung của các em mặt nạ giấy là đều giúp cấp ẩm cho da, duy trì làn da khỏe mạnh và giúp da của chúng ta chống lại tác hại của sự lão hóa. Chính là lựa chọn loại mặt nạ phù hợp với làn da của mình. Da thì có rất là nhiều loại, ví dụ như da hỗn hợp này, da khô này, da lão hóa này, da bị sạm, nám, tàn nhang này. Tùy vào tình trạng da mà chúng ta lựa chọn loại mặt nạ phù hợp. Thứ hai là bảo quản mặt nạ. Khí hậu ở Việt Nam của chúng ta rất là nóng, dễ khiến cho các sản phẩm bị oxy hóa. Vậy nên thông thường mình sẽ bỏ mặt nạ ở trong ngăn mát của tủ lạnh. Sau khi lấy mặt nạ ra dùng, chúng ta sẽ cảm nhận được sự tươi mát và rất là thoải mái. Thứ ba là làm sạch da mặt trước khi đắp mặt nạ. Trước khi bắt đầu đắp mặt nạ, mình sẽ dùng kem tẩy trang và sữa rửa mặt để lấy đi các chất bụi bẩn còn sâu trong lỗ chân lông. Điều này sẽ giúp da của chúng ta hấp thụ các chất dinh dưỡng của mặt nạ tốt hơn và đạt được hiệu quả tối đa. Các loại mặt nạ giấy đều có cách sử dụng giống nhau. Sau khi đã làm sạch da và chọn loại mặt nạ phù hợp, đầu tiên mình sẽ xé túi thơ vạch đã đánh dấu. Tiếp đến hãy kéo miếng mặt nạ ra khỏi túi và trải đều ra khắp mặt. Vì nhà sản xuất rất là hào phóng, cho thừa các nước có chứa chất dinh dưỡng, nên sau khi đã hoàn thành trải đều mặt nạ lên mặt, mình sẽ dùng các nước dư đó để bôi lên tay, chân, cổ và ngực để các vùng da này cũng được đẹp lây nha mọi người. Như vậy là mình đã hoàn thành. Bây giờ hãy chờ từ 15 đến 20 phút sau đó lột mặt nạ ra. Trong lúc chờ, chúng ta có thể đọc sách hoặc nghe nhạc. Nhớ là không nên để mặt nạ quá lâu nhé. Điều này sẽ gây hiện tượng hút ngược ẩm. Sau khi đã lột mặt nạ ra, mọi người có thể tiếp tục cho em ấy vào cổ. Vừa dưỡng được da cổ mà vừa tránh lãng phí. Nhớ là cũng 15 phút sau đó bóc ra nhé. Còn da mặt lúc này, chúng ta hãy vỗ nhẹ bằng các đầu ngón tay. Vậy là mình đã hoàn thành hướng dẫn cho mọi người cách đắp mặt nạ giấy sao cho đúng cách, đồng thời giới thiệu với mọi người 3 em mặt nạ giấy đến từ nhà anh Tommy, vừa an toàn, chất lượng, giá cả lại phải chăng. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Emma Promo phía bên dưới nhé. Chúc mọi người luôn xinh. Bye bye.
hẹn gặp lại mọi người ở video sau.